Sáng nay tại nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã chủ trì phiên họp toàn thể Ủy ban xã hội lần thứ 12, phiên giải trình trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên giải trình không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra các kiến nghị, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, mà còn thể hiện trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đối với việc phòng ngừa bảo vệ thanh niên, thiếu niên khỏi các chất gây nghiện, góp phần hoàn thiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiện trên thị trường đã xuất hiện tình trạng pha trộn tẩm ướp các chất gây nghiện trong sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Trong khi đó, việc quảng cáo mua bán qua mạng xã hội tràn lan, thiếu kiểm soát chất lượng, tỷ lệ sử dụng các loại thuốc lá này trong giới trẻ, đặc biệt đối với học sinh ngày càng tăng. Trong khi đó, chính sách pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành chưa đủ bao quát để điều chỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu nhận diện đúng, đánh giá tác hại của các loại thuốc lá này, có thông điệp rõ ràng, cụ thể đến người dân và chính kiến về trách nhiệm của nhà nước đối với vấn đề này. Làm rõ tồn tại hạn chế trong phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xác định cụ thể nguyên nhân và trách nhiệm của từng bộ ngành, cũng như đưa ra các sáng kiến khả thi để hoàn thiện pháp luật. Sau phiên giải trình này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị lãnh đạo các bộ cần nghiêm túc triển khai các kiến nghị, Ủy ban xã hội phải giám sát nên báo cáo thẩm tra về tình hình quản lý sử dụng quỹ phòng chống tác hại thuốc lá hàng năm gửi kỳ họp Quốc hội. Tại phiên giải trình trong phiên họp toàn thể của Ủy ban xã hội lần thứ 12 vào sáng nay, các vấn đề cấm hay quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, có hay không sự xung đột trong công tác quản lý nhà nước với các loại thuốc lá này được nhiều đại biểu quan tâm. Theo một số đại biểu, Bộ Công Thương cần làm rõ đề xuất thí điểm chính sách quản lý với thuốc lá thế hệ mới, trong đó chủ yếu là thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng, bởi đây là vấn đề gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Đề nghị Bộ làm rõ là lý do gì và căn cứ vào đâu mà Bộ đề xuất cái thí điểm này. Cái thứ hai nữa là trước khi đề xuất cái thí điểm này ấy, thì Bộ đã nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá kỹ cái tác động mà cái đề xuất này mang lại chưa. Đặc biệt là nhà nước và người dân được hưởng các cái lợi ích gì từ cái đề xuất này của Bộ Công Thương. Điểm về thuốc lá điện tử và thuốc lá nóng, theo tôi tìm hiểu, tôi được biết thì Bộ Y tế là muốn cấm. Bộ Công Thương thì muốn cho phép hợp pháp hóa đó, để nó kinh doanh giống như thuốc lá truyền thống. Như vậy thì tại diễn đàn này tôi muốn hỏi hai bộ cái quan điểm và cái căn cứ về của bộ mình về vấn đề này. Theo đại diện Bộ Công Thương, Nghị định 106 của Chính phủ giao Bộ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan để nghiên cứu xây dựng quy định phù hợp để quản lý. Cái số lượng người sử dụng và kinh doanh thuốc lá điện tử hoặc là thuốc lá nung nóng thì hiện nay rất là nhiều. Và chúng tôi thì thấy rằng là các cái chế tài, các văn bản quy định về pháp lý hiện nay chưa có rõ ràng. Nên là cái việc quy định mà Bộ Công Thương đang kiến nghị quy định với một cái mục tiêu là chúng ta quản lý và xử lý các vấn đề này được tốt hơn. Chúng tôi cũng rất thận trọng là chúng tôi chỉ xin là thí điểm. Thì riêng cái vấn đề là phải quy định để quản lý thì chúng tôi cũng đề nghị cũng rất là cân nhắc. Bởi vì ví dụ như ma túy chẳng hạn, thực tiễn là trong thực tế vẫn có người sử dụng ma túy, nhưng chúng ta vẫn là cấm tàng trữ sử dụng ma túy. Cho nên là đối với cái này nó tác hại đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thì chúng ta cũng phải cần có những giải pháp mạnh mẽ. Không phải quản lý có nghĩa là chúng ta cứ đưa ra thị trường rồi lúc đấy mới đi quản lý được, mà với cái trình độ về cái công tác quản lý hiện nay, với các cái đa dạng của các loại thuốc như thế này, thì chúng tôi cũng rất là lo ngại cái vấn đề là chúng ta có quản lý được hay không. Thực hiện như hiện nay là chúng ta không quản lý, nhưng cấm hẳn không hiện nay thì cái chế tài là chúng ta chưa rõ. Còn nếu chúng ta quy định rõ đó là những cái mặt hàng cấm, những mặt hàng là ảnh hưởng tới cái sức khỏe, lợi ích của người dân và cộng đồng thì chúng ta sẽ được quản lý tốt hơn và mạnh hơn. Cũng theo đại diện Bộ Công Thương, Bộ đề xuất thí điểm và đã có đề tài nghiên cứu cấp bộ. Tuy nhiên cần làm rõ phạm vi nào của Bộ Y tế, Bộ Công Thương để quản lý phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả trong tình hình hiện nay. Ngày 3 tháng 5, nhân dịp dự hội nghị Hội đồng Bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế năm 2024, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Luis Kiwabo, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko và Đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayers.
Tại hội nghị Hội đồng Bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD năm 2024, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có buổi làm việc với bà Louise Musi-Kiwabo, luôn khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các nước thành viên OIF thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Làm việc với Tổng thư ký Louise Musi-Kiwabo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh cộng đồng Pháp ngữ sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong việc phát triển và lan tỏa tiếng Pháp, hỗ trợ đào tạo tiếng Pháp cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam và cán bộ của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đa phương, sẵn sàng tiếp nhận cán bộ Việt Nam vào làm việc tại Ban thư ký Pháp ngữ OIF. Làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị Nhật Bản quan tâm đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mới như sản xuất, chất bán dẫn, giúp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Nhật Bản trong khu vực. Tại buổi làm việc cùng đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Australia Tim Acer, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị hai bên sớm hoàn thiện xây dựng chương trình hành động, triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đoàn công tác đã tới dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Montreux ở thành phố Montreuil thuộc ngoại ô Paris nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của người và tham dự cuộc gặp gỡ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát biểu tại lễ dâng hoa, ông Philippe Lamaxer, Phó Thị trưởng thành phố Montreuil, nhấn mạnh tình hữu nghị giữa nhân dân Pháp với Việt Nam không ngừng được vun đắp trong suốt một thế kỷ qua. Nhân dịp này, chính quyền thành phố Montreuil phối hợp Bảo tàng lịch sử sống Montreuil tổ chức không gian trưng bày về chủ đề Điện Biên Phủ, trong đó có các ấn phẩm về Điện Biên Phủ của nhà sử học Alain Ruscio. Sáng nay, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tham dự chương trình có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội và đặc biệt là có sự tham dự của hơn 245 đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội hiện có khoảng hơn 2.357 người là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến và 159 gia đình thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương trình gặp mặt các đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến là một sự tri ân thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Đây là một trong những chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của thành phố Hà Nội. Ngoài việc gặp mặt những nhân chứng lịch sử góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ, thành phố Hà Nội cũng sẽ tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà tại gia đình các thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến của 30 quận, huyện, thị xã. Tổng giá trị quà tặng và vật phẩm tri ân đối với gia đình thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từ 3 đến 6 triệu đồng một đại biểu. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và biết ơn những người con ưu tú của thủ đô đã không quản gian khổ, hy sinh, chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng như trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần cả nước vì Hà Nội vì cả nước. Thưa quý vị, 70 năm trôi qua, ký ức của những người lính Điện Biên Phủ đang sinh sống ở Ninh Bình vẫn hằn in về một thời gian khổ nhưng rất hào hùng. Những ký ức mà mỗi người lính mang theo là những mảnh ghép chân thực về chiến thắng lịch sử vĩ đại, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của dân tộc. Từng tham chiến trực tiếp trong những trận cuối tại chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, cựu chiến binh Bùi Kim Thoa, 88 tuổi, ở phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, vẫn nhớ như in ngày ông nhập ngũ, mới 16 tuổi, làm tại trung đội vận tải thuộc sư đoàn 308, quân đoàn 1. Dù khó khăn đến đâu thì cũng cứ cố gắng, rồi được anh em động viên. Cho nên rằng là khi mà nhiều thương binh quá, nhưng mà cũng cố gắng đi nhiều chuyến và nhiều lần, và chủ yếu là ban đêm. Ban ngày đi thì cũng phải đi xuống hầm chứ không được đi trên trên. Nói chung là quá vất vả vì phương tiện vũ khí của mình là chưa còn yếu. Nhưng mà với lòng quyết tâm cao của người chiến sĩ và dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trực tiếp là Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chỉ huy chính mặt trận. Thế cho nên cũng tăng cái sức mà phấn khởi của các ông. Người lính quân y từng trực tiếp có mặt tại gần khu vực ngã ba Cò Nòi, nơi lòng chảo Điện Biên,
Nguyễn Hải Chính, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, không thể nhớ nổi mình đã bao lần cứu chữa cho các thương binh bệnh binh. Chỉ biết rằng đó là những ngày tháng mà ông và các đồng nghiệp đã làm việc giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Bình thường thì rất dồn dập. Thì vào khoảng chiều muộn của ngày 7 tháng 5 ấy, thì nguồn tin ở trong cái dội về, cũng anh em thương binh về đấy, và những người chuyển thương về đấy. Chúng mày ơi, thắng lợi rồi. Thế là chúng tôi, tất cả chúng tôi đã reo ầm lên, sung sướng quá, ôm lên nhau. Thắng lợi rồi. Sau đó tiếp tục lại làm nhiệm vụ tiếp. Và sau một thời gian sau đó thì chúng tôi được mỗi người được trên bác tặng mỗi người một cái huy hiệu như thế này. Chúng tôi rất xúc động, rất cảm động, rất xúc động. Và từ đó duy trì hàng năm, cứ đến ngày dịp mùng 7 tháng 5, hình ảnh chúng tôi lại nhớ lại, xúc động lại cái thời kỳ ngày xưa. Hiện tỉnh Ninh Bình có 65 liệt sĩ, 163 chiến sĩ Điện Biên và hơn 4.000 dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau chiến đấu và chiến thắng trở về với đời thường, các chiến sĩ Điện Biên năm xưa là những nhân chứng lịch sử sống động, mạch nguồn cảm xúc của quê hương Ninh Bình, góp phần dệt nên bản hùng ca Điện Biên còn vang mãi.